Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Văn Thắng Toyota. Hiện tại Thắng đang có mặt ở showroom Toyota Hiroshima Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Hôm nay thì Thắng sẽ đi cập nhật một chiếc xe mới vừa được bên Thắng thu về nha. Một chiếc xe nhỏ gọn để cho quý anh chị chúng ta đi gia đình 4 chỗ. Một chiếc xe rất là bền bỉ luôn, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios nha quý anh chị. Đây, trước mặt quý anh chị đây chính là Toyota Vios phiên bản G, số tự động đời 2020 nha quý anh chị, sản xuất 2020. Màu trắng, xe này đi cực kỳ lớn luôn, đi chỉ được có 26.000 km thôi. Mang biển số tỉnh Đồng Nai, vừa được bên Thắng thu về nè. Xe chưa có dọn gì hết. Tuy nhiên về cái hiện trạng xe bên ngoài cực kỳ là đẹp luôn nha quý anh chị. Chủ trước dùng khá là kỹ cho nên mới giữ được một chiếc xe như thế này. Xe thì sở hữu 4 lớp zin xe và lớp dự phòng chưa hạ nha quý anh chị. Chạy được có 26.000 km thôi, 2020. Thì đối với những cái xe 2020 như thế này quý anh chị, nếu như chúng ta mua chúng ta sẽ được tiếp tục tiếp nối cái quá trình bảo hành toàn quốc á tới năm 2023 nha. Sẽ được tiếp tục cái số năm bảo hành là đến năm 2023 toàn quốc luôn. Nếu xe quý anh chị chúng ta đi mà có bất kỳ vấn đề gì hư hao về xe liên quan đến xe thì sẽ được bảo hành toàn quốc nha, giống như mua xe mới vậy đó. Thì vì xe sản xuất 2020 thì theo tiêu chuẩn 3 năm bảo hành đó, thì còn tới năm 2023 nha quý anh chị. Xe cực kỳ là đẹp luôn, nước sơn bên ngoài cực kỳ đẹp nha quý anh chị. Thì đối với chiếc xe này công ty mình sẽ không có sơn lại, tại vì xe thì xung quanh nó chỉ có một số vết xước nhỏ thôi, chỉ cần đánh bát đánh bóng rồi ra, không cần phải làm đồng sơn như quý anh chị. Vios G 2020 mới vừa về. Thì xe này thì sẽ hoàn thiện cái khâu kiểm tra chất lượng và làm đẹp trong khoảng tuần lễ nữa nha quý anh chị. Đối với những xe mới về như thế này thì khoảng tuần lễ thì sẽ xong cái quá trình kiểm tra chất lượng và làm đẹp. Thì nếu như quý anh chị chúng ta lên coi xe, chúng ta ưng thì chúng ta cọc lấy đĩa xe, sau khi hoàn thiện hết á thì chúng ta lên đóng đủ tiền và nhận xe nha. Đó là quy trình bán xe bên công ty Thắng nha quý anh chị. Xe bên trong nội thất nè, tapi cửa rất là đẹp luôn nè. Nhìn y như xe mới nha quý anh chị. Đã được chủ trước lên bộ ghế da với hai tông màu nâu và kem kết hợp với những đường chỉ mai, tạo cho cái ghế nhìn nó khá là sang trọng nha quý anh chị. Đây, vô lăng nè, như mới luôn nha. Đầu bill nha, rồi điều hòa tự động, số tự động. Bản G là bản cao cấp nhất của dòng Vios nha quý anh chị. Có một trần ra. Xe này lúc trước có cái camera hành trình nữa, tuy nhiên là lúc mà mua vào thì chị chủ cái xe này nè đã xin lại camera hành trình, cho nên bên Thắng đã tháo ra để mà trả lại cho chị rồi. Thì không sao, nếu như quý anh chị ta mua cái xe này á, Thắng có thể xin công ty hỗ trợ thêm cái camera hành trình cho đủ bộ luôn nha. Quý anh chị ta không cần phải tốn tiền mua thêm những phụ kiện thiếu nha quý anh chị. Bên ngoài xe thì có dán phim che mưa dán cửa rồi, những phụ kiện cơ bản nó có rồi nha quý anh chị. Đây. Đây, rất là đẹp, rất sạch sẽ nha, đúng xe nữ chạy luôn cho nên mới giữ được chiếc xe như thế này. Mặc dù mới về chưa có làm gì hết nha quý anh chị. Xe mới về á. Thì nếu như quý anh chị ta quan tâm mẫu xe này thì gọi cho Thắng đi, Thắng sẽ tư vấn về điện thoại trước rồi sau đó hỗ trợ quý anh chị coi xe thực tế và lái thử cảm nhận nha. Chiếc xe Vios G 2020 này đang được công ty dự kiến chào bán mức giá là 540 triệu nha quý anh chị. 540 triệu thôi. Nếu như quý anh chị ta quan tâm hãy gọi cho Thắng nha, Thắng sẽ tư vấn cụ thể hơn về xe. Ngoài ra thì bên Thắng còn các dòng khác như là Camry nè, Innova, Fortuner nè. Thì rất là nhiều xe cũ luôn, về rồi đi liên tục. Nếu như quý anh chị nào chúng ta đang cần một chiếc xe qua sử dụng để mà tiết kiệm hơn so với việc chúng ta chọn xe mới thì liên hệ với Thắng đi. Thắng sẽ cập nhật những cái xe mà bên Thắng đang có để cho quý anh chị chúng ta nắm. Nếu như chúng ta yêu thích cái dòng nào thì Thắng sẽ hỗ trợ coi xe cũng như lái thử cái dòng đó cho quý anh chị chúng ta cảm nhận, rồi chúng ta đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất để đảm bảo sở hữu là một chiếc xe nó phù hợp nhất với gia đình mình nha quý anh chị. Đồng thời thì bên Thắng cũng đẩy mạnh mua vào tất cả những xe cũ luôn của tất cả các hãng như là Honda nè, Hyundai nè, Kia, Mazda nè, không chỉ riêng Toyota nha quý anh chị. Nếu như quý anh chị ta đang cần đổi xe, cần nâng cấp đời xe hay gì đó, hoặc là cái xe còn đang vay ngân hàng cần trả nợ để mà bớt cái gánh nặng về ngân hàng đi á, thì liên hệ với Thắng đi, Thắng sẽ định giá xe miễn phí cũng như là tư vấn cái thủ tục mua bán cho quý anh chị ta nắm. Rồi sau đó thì hỗ trợ mua vào với mức giá cao nhất có thể luôn, hy vọng là sẽ hỗ trợ được quý anh chị một cách tốt nhất nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những clip lần sau nha.